Định hướng mở rộng thị trường nội địa, năm 2012, Tổng công ty 28 ra mắt thị trường thương hiệu thời trang nam cao cấp với tên gọi Belluni, với các sản phẩm đa dạng từ vest tông, áo sơ mi, quần tây, quần kaki cho đến các loại áo thun. Thương hiệu này hướng đến đối tượng khách hàng là giới công sở, doanh nhân và những người thành đạt. Tôi cũng nghe thương hiệu này ở trước đây là một số bên Cần Thơ là bạn bè đã giới thiệu rồi. Thì hôm nay vào đây là coi như được lần đầu tiên về Vĩnh Long thì rất là phấn khích. Thì ở tụi tôi ở góc độ là làm kinh doanh trong nghề tư vấn đầu tư thì những bộ này nó rất là phù hợp đối với mình. Để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, thương hiệu này luôn tập trung đầu tư đổi mới, sáng tạo từ chất liệu sản phẩm đến công tác thiết kế. Hiện nay, thương hiệu này phục vụ hàng triệu người tiêu dùng trong nước bằng những sản phẩm tinh tế mang công nghệ cắt, ráp, may và hoàn thiện hiện đại đang được sử dụng cho các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới. Belluni rất là chú trọng về mặt chất lượng cũng như là yêu cầu mỗi sản phẩm phải đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng của họ thì mới là được xuất ra thị trường. Không những là nhà cung cấp của họ mà là người tiêu dùng của tôi cảm thấy rất là thích và rất tự tin sử dụng sản phẩm của Belluni. Qua 5 năm phát triển, Belluni đã có hơn 70 cửa hàng riêng biệt tại 32 tỉnh thành trên toàn quốc như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và tại các trung tâm thương mại hiện đại như Vincom, E-In, Pixi, Groupmark. Năm 2016, thương hiệu này đã đáp ứng cho thị trường nội địa gần 400.000 sản phẩm, đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Con số này tuy có khiêm tốn so với giá trị 100.000 tỷ đồng của thị trường dệt may Việt Nam, song cũng phần nào cho thấy tiềm năng phát triển to lớn của một thương hiệu thời trang nội địa còn non trẻ. Thưa quý vị, thông qua màn ảnh nhỏ, chúng ta vừa được theo dõi một số hình ảnh của thương hiệu thời trang Belluni. Và để cùng tìm hiểu nhiều hơn về định hướng phát triển cũng như những chiến lược hoạt động của thương hiệu này, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với hai vị đại diện đến từ thương hiệu thời trang Belluni. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phan Cần, trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, cùng bà Phạm Thị Hồng Thắm, giám đốc nhãn hàng của Belluni. Xin được cảm ơn ông bà đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Trước tiên, bà có thể chia sẻ là vì sao chúng ta lại chọn đặt tên thương hiệu của mình là Belluni? Nó có ý nghĩa như thế nào? Belluni là có nghĩa là đẹp và độc đáo, tức là mang một cái phong cách là thiết kế của Ý. Chúng tôi xây dựng thì làm gọi như mang một cái nét mới và một cái độc đáo đến để cho cái thương hiệu của mình phát triển. Thưa ông bà, có thể thấy trong thời gian qua chiến lược của Tổng công ty 28 là vừa phát triển những thương hiệu xuất khẩu nhưng đồng thời song song đó vẫn nắm giữ trên thị trường nội địa. Chiến lược này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều thuận lợi nhưng mà chắc chắn vẫn có những khó khăn nhất định, đúng không ạ? Ông bà có thể chia sẻ như thế nào về chiến lược này của mình? Chúng tôi khẳng định và thực hiện duy trì đúng cái chiến lược là phát triển đều cả hai cái thị trường xuất khẩu và nội địa. Từ đó là chúng tôi có cái chiến lược xây dựng và phát triển cái thương hiệu thời trang Belluni. Khó khăn là mình ra sau, cái sự nhận biết của người tiêu dùng và khách hàng còn ít. Cái thứ hai nữa là cái vốn của mình cũng chưa nhiều, chưa mạnh như là các cái nhà đầu tư của thương hiệu lớn của nước ngoài. Cái thứ ba nữa là cái sức mua mà cái tính sự sính hàng ngoại của giới tâm lý của cái người tiêu dùng. Chúng ta thấy là đã ăn sâu vào trong cái người tiêu dùng của Việt Nam rồi. Thương hiệu Belluni là thương hiệu mới được đưa ra từ năm 2012, cho nên khi chúng tôi mới ra sau thì cái thương hiệu người tiêu dùng là chưa biết đến. Cho nên cái việc mà khó khăn đầu tiên cho chúng tôi là làm sao để cho người tiêu dùng biết đến thương hiệu Belluni. Belluni là gì và sản phẩm của Belluni là làm sao? Là anh nghĩ rằng đó không chỉ là khó khăn của riêng thương hiệu mình mà là khó khăn của rất nhiều những cái thương hiệu thời trang nội địa, nhất là trong thời gian gần đây khi mà có rất nhiều những cái hãng thời trang thế giới họ đang tấn công vào thị trường thời trang của Việt Nam vốn rất là hấp dẫn, và Belluni có những cái chiến lược hoặc là bước đi như thế nào cho mình để chiếm được một cái thị phần trong cái cuộc cạnh tranh có thể gọi là khá khốc liệt như hiện nay? Bước đầu tiên là chúng tôi vào các trung tâm thương mại là chính. Trung tâm thương mại người ta tự thu hút được người tiêu dùng vào, và cái thương hiệu Belluni ở đó thì cũng được tận dụng cái cơ hội đó, và từ đó thì người tiêu dùng đến cũng tương đối cũng đã nhiều. Từ đó mới phát triển thêm nữa ngoài phố. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã được trên 70 cửa hàng. Chúng tôi chỉ tập trung vào một cái nhánh, một cái phân khúc thị trường, đấy là sản phẩm cao cấp, nhưng mà lại giá cả lại hợp lý đối với người tiêu dùng của Việt Nam. Chúng ta tập trung vào phân khúc khách hàng là nam, người đi làm công sở hoặc là doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên ở phân khúc này cũng đã có khá nhiều những thương hiệu đang cạnh tranh nhau. Vậy làm cách nào để Belluni có thể tạo nên sự khác biệt như chính tên gọi của mình là đẹp và độc đáo trong phân khúc khách hàng này? Chúng tôi chỉ đi tập trung vào những cái sợi mà có nguồn gốc từ thiên nhiên, như là sợi tre mà tên gọi là bamboo, và từ gỗ, như là cái sợi mà có từ xuất phát từ cây gỗ sồi của châu Âu, modern, lại có những cái tính chất có cách hoàn tất cái loại vải đó cũng bằng những cái phương pháp đặc biệt để làm sao một là chống nhăn, chống nhàu, dễ ủi mà lại thông thoáng, thoát ẩm tốt, về mát về mùa hè nhưng ấm về mùa đông. Chúng tôi luôn luôn tìm tòi những sản phẩm mà mang những công nghệ sợi chất liệu mới nhất chúng tôi đưa về Việt Nam. Những nguyên liệu mới nhưng phải phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Khi đó thì chúng tôi phải thấu hiểu được cái mong muốn của người tiêu dùng của cái phân khúc thị trường chúng tôi đang làm đó là như thế là gì, thì chúng tôi mới tiếp cận những cái công nghệ sợi đó nó thích hợp với lại thị trường Việt Nam thì chúng tôi đưa về. Đặc điểm của ngành thời trang nó là yếu tố sáng tạo. Vậy thì không biết là yếu tố sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong việc phát triển sản phẩm của Belluni, thì ông bà có thể chia sẻ đôi điều về việc này. Để có được cái tính sáng tạo trong cái sản phẩm đó thì riêng Tổng Công ty 28 cũng đã có kết hợp với những cái trung tâm chuyên nghiệp về thời trang của Việt Nam mình, như là Viện Mẫu và Thời trang của Việt Nam. Chúng tôi đã thường xuyên cử những cái đoàn đi tham gia các cái hội chợ như ở Hồng Kông, như là ở Paris và ở Mỹ. Trên cơ sở về đó thì chúng tôi lại cập nhật những cái xu hướng về chất liệu, về vật liệu và về những cái xu hướng mới về để mà kết hợp cùng với những cái thị hiếu và cái thiết kế cho cái form dáng của người Việt Nam của chúng ta cho nó hợp lý. Qua đoạn clip vừa rồi thì bạn Thương Lan cảm thấy khá là bất ngờ khi mà thương hiệu Belluni chỉ mới được phát triển trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhưng mà chúng ta đã cho ra đời được những cái buổi trình diễn thời trang, những bộ trình diễn sưu tập rất là bắt mắt. Ông bà có thể chia sẻ gì về điều này cũng như nói rộng hơn về chiến lược tiếp thị đối với việc phát triển hình ảnh của thương hiệu Belluni? Chúng tôi cũng chú trọng đến việc thiết kế để được ra một hàng năm ra được 2 bộ sưu tập xuân hè và thu đông. Khi mà làm thì mình phải nghiên cứu trước cả một năm. Mỗi một bộ sưu tập thì cũng còn 4-50 cái sản phẩm. Thì chúng tôi muốn giới thiệu đến về chất liệu, về kiểu dáng, về màu sắc. Nói đến tất cả các cái nhãn hàng muốn được nhận diện trên thị trường. Không kể gì chỉ có thời trang Belluni mà tất cả các cái mặt hàng khác, tiêu dùng khác. Thì phải qua các cái kênh tiếp thị, các cái kênh quảng bá và cái cách giới thiệu đến với cái người tiêu dùng. Thì chúng tôi cũng đã sử dụng rộng rãi các cái kênh để mà quảng bá đến người tiêu dùng, nhất là qua cái hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng. Cái tốc độ phát triển của công nghệ internet và online rất là lớn, cho nên chúng tôi cũng phải biết tận dụng những cái ưu thế của nó để mà chúng ta phổ biến nhanh và có cái tính hiệu quả đối với đến cái người tiêu dùng. Cái việc mà chúng ta thu hút được khách hàng đã khó, và giữ chân và chăm sóc họ gắn bó lâu dài với thương hiệu thì có lẽ là còn khó hơn. Vậy thì ông bà có thể chia sẻ là những cái cách thức nào đang được chúng ta thực hiện để chăm sóc và giữ chân được những khách hàng gắn bó với Belluni? Khi khai trương cửa hàng mới nào thì chúng tôi cũng giảm giá để thu hút khách hàng, và cũng giới thiệu cái sản phẩm của mình đến khách hàng những cái nơi mà mình mới đến thì cũng thường mình giảm đến 20% những ngày lễ lớn và những ngày thành lập tổng công ty. Chúng tôi là với những ngày ngoài thành lập quân đội, chúng tôi là đơn vị quân đội, nhưng ngày 22 tháng 12 chúng tôi cũng có những cái chương trình để tri ân khách hàng. Dịch vụ sau bán hàng chúng tôi cũng chú trọng cái đó. Mình bảo hành sản phẩm cho khách này, không có để cho khách hàng phải phàn nàn về cái sản phẩm của mình, hoặc sản phẩm của mình có những khi có lỗi thì mình cũng giải quyết ngay. Đó, hoặc là mình chăm sóc khách hàng bằng cách là những khách hàng thân quen thân thiết đó, là có những cái chương trình thì mình phải thường xuyên nhắn tin có sản phẩm mới, mình thông tin đến khách hàng, để thông tin thường xuyên đến khách hàng. Những người bán hàng là người trực tiếp tiếp xúc đại diện cho thương hiệu, làm việc với khách hàng thì cũng quan trọng không kém. Vậy thì khi mà với cái tốc độ mở rộng cửa hàng của chúng ta như hiện nay, chị vừa nói lúc nãy là hơn 70 cửa hàng, thì làm sao chúng ta có thể đào tạo và đảm bảo được chất lượng dịch vụ, mà yếu tố con người là cực kỳ quan trọng. Cái nhãn hàng Belluni đã chú ý tập trung tuyển dụng những cái người có cái kỹ năng thu hút được khách hàng. Nhưng mà cái yếu tố rất là quan trọng và phải tập trung ở đó là những cái kiến thức để mà làm sao mà thuyết phục được khách hàng. Ngay khi có sản phẩm mới hay là những cái bộ sưu tập gì mới là lại phải tổ chức một cái lớp đào tạo cho toàn bộ các nhân viên trên toàn hệ thống. Cái việc này thì cũng rất là tốn kém, cũng rất là khó, nhưng mà cái việc bắt buộc là chúng tôi phải làm. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là cởi mở của ông bà cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay và xin thân chúc cho thương hiệu Belluni sẽ phát triển và nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng ạ.